Chúng ta đã hoàn thành một cái bộ trục thèo rất là đẹp mọi người nhé, cực kỳ chuyên nghiệp và cực kỳ đẳng cấp luôn mọi người nhé. Các bạn sẽ đánh cá cực kỳ hiệu quả, mình tin chắc là các bạn sẽ báo cá 100% khi các bạn học được phương pháp lắp này mọi người nhé. Xin chào những bạn đam mê câu cá, thích khám phá và thích chơi đồ lạ nhé. Hôm nay shop của mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp một chiếc cần câu tay chống nổ toàn lóng. Bên shop của mình đang bán rất là chạy mọi người nhé. Đây là một cái phương pháp lắp mà chúng ta có thể áp dụng với tất cả những chiếc cần câu tay tương tự như trong video này. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái siêu phẩm cần tay chống nổ phun lóng bên shop của mình đang bán mọi người. Đây, size 5m4 mọi người nhé, size này bán rất là chạy mọi người, 4m5 nữa. Những size cần này thì đánh những loại cá như là rookie này, rồi chép sông, những loại cá tầm cỡ vài ký, vài ba ký đánh rất là sướng mọi người nhé. Đánh cá trê, cá tra nữa, thành rất là cảm giác rất là đã. Chứ cần đây chống nổ này thì bên shop của mình bán với combo là 2m7 thì 60k và 3m6 là 80k, 4m5 là 100k, 54 là 120k và còn size dài nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với video ngày hôm nay. Các bạn nào muốn mua sản phẩm thì các bạn hãy để ý Zalo, chúng ta hãy liên hệ tới mình nhé. Chúng ta sẽ đi lắp một chiếc cần tay và ngày hôm nay mình sẽ lựa chọn một chiếc cần câu tay có chiều dài là 4m5 trong video này. Đây các bạn thấy ở đây mà là một chiếc cần câu tay 4m5 mọi người nhé. Đây toàn bộ cái siêu phẩm ngày hôm nay đây mọi người nhé, chống nổ toàn lóng mọi người này. Mình sẽ cho mọi người xem trước cái sản phẩm này nhé. Đây, ở lóng ở ngay khúc dù đầu cần thì nó có một cái vòng chống nổ rất là đã mọi người, có lõi xuyên tâm mọi người nhé, lõi cước xuyên tâm này đấy. Nó sẽ chịu một cái lực kéo rất là mạnh mọi người, tầm cỡ 10 kg không xi nhê mọi người nhé. Đấy, tất cả vòng chống nổ đi rất là đẹp mọi người, lóng nào cũng có chống nổ lấp lánh luôn mọi người. Cần đắt cần rẻ cần nào cũng dễ bị chống nổ, cho nên là phương pháp chống nổ toàn lóng này khá là tối ưu dành cho những chiếc cần câu tay giá rẻ mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lắp cần câu tay này, chúng ta sẽ cất những cái sản phẩm này đi, chúng ta sẽ chỉ cần tới một chiếc cần câu tay 4m5 thôi mọi người nhé. Và bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình một số dụng cụ sau để chúng ta sẽ đi lắp một chiếc cần câu tay để đi câu cá rô phi, cá rô đồng, cá trê mọi người nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ áp dụng với một size lưỡi câu, đó là chúng ta chỉ dành riêng cho lưỡi câu cá rô phi. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một số dụng cụ sau. Đây là những cái linh phụ kiện mà trong video ngày hôm nay chúng ta cần phải có mọi người nhé. Và một đoạn cước thẻo Shimano, và chúng ta sẽ sử dụng một đoạn cước trục là cước gấu mọi người nhé. Cước này khá là bền, đây là một loại sợi ni lông tinh chất rất là tốt mọi người nhé. Nó nếu mà gặp cá lớn nó sẽ giãn mà rất là khó đứt mọi người nhé. Và một chiếc kéo để chúng ta sẽ thực hiện trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm toàn bộ thao tác với chiếc kéo này. Rồi chúng ta sẽ cất gọn đây, chúng ta sẽ đổ cái linh phụ kiện này ra nhé, để chúng ta xem ngày hôm nay chúng ta có gì nhé. Mình sẽ cất gọn những cái đi để chúng ta xem cái phụ kiện ngày hôm nay này. Trước tiên thì chúng ta xem một cái lưỡi câu nhá, lưỡi số 12 chúng ta sẽ sử dụng để đánh cá rô phi tầm cỡ 3 lạng tới 1 kg mọi người nhá, 1 ký. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng hạt chặn này, chì này, giác phao này. Các bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một chiếc khóa linh, chúng ta sẽ làm thẻo hai lưỡi và một chiếc phao, phao này phao quả trám này, có những cái việc để chúng ta căn nước mọi người, căn cả chiều rút, khi nào phao rút đến đâu thì chúng ta hãy căn vào đây. Và chúng ta sẽ cùng lấy ra mình cái đoạn cước này ra đây, cước gấu này. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cuộn cước gấu có cái size là 6 chấm mọi người nhé. Và một đoạn cước thẻo thì mình sẽ sử dụng là cước Shimano Batra mọi người, có cái size cước là nó là 0.3 mm mọi người nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi lắp nào. Trước tiên thì các bạn hãy lắp trục trước cho mình nhé, còn thẻo chúng ta sẽ làm sau mọi người nhé. Trục thì chúng ta hãy lắp thao trước cho mình, chúng ta sẽ lấy hạt chặn ra, các bạn vào hạt chặn cho mình nhé. Đây, chúng ta cần vào cho mình hai hạt chặn ở đây mọi người. Trước tiên thì các bạn hãy vào một hạt chặn trước, hạt chặn này thì bán rất là sẵn mọi người nhé. Rồi các bạn hãy vào phao, chúng ta lồng phao ở đây, lồng cả chân phao. Cái chân phao này các bạn hãy nên mua loại giống như mình mọi người này. Ở đây có cái khóa xoay này, nó tránh cái trường hợp phao nó bị đứt mọi người nhé. Rất là đẹp và rất là chắc nữa. Rồi chúng ta sẽ luồn thêm hạt chặn thứ hai vào cho mình. Rất là dễ, các bạn hãy luồn vào 1 cm và chúng ta hãy giữ tay ở đó, chúng ta vuốt hạt chặn đi luôn. Đấy, rất là đơn giản đúng không mọi người. Cách lắp hạt chặn này thì mình nghĩ là khá là nhiều người biết rồi. Sau đó nữa thì các bạn hãy lắp khóa linh vào cho mình mọi người nhé. Chúng ta hãy từ từ cắt trục mọi người ơi, tí nữa chúng ta sẽ cắt trục sau, chúng ta sẽ lắp khóa linh vào cho mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp một cái khóa linh rất là đơn giản mọi người, cực kỳ dễ luôn mọi người nhé. Đây các bạn chỉ cần quấn đây cho mình 3 vòng thôi mọi người, 1 này, 2 này,
làm nhanh nhá, ba đấy. À, nếu mà cần thiết nữa thì bốn vòng cũng được, ba bốn vòng nhé. Rồi chúng ta sẽ sâu lồng xuống đây mọi người, đây, các bạn lồng xuống đây nhé. Rồi chúng ta thắt nó đây một vòng là chúng ta sẽ lồng thêm một vòng lần nữa mọi người nhé, để cho nó đỡ bị tháo mọi người nhé, nó dễ bị trật đấy, rút đấy. Rồi chúng ta chỉ cần đưa cái cước này lên mạnh mạnh, nó được một cái đoạn thắt rất là đẹp mọi người nhé. Đấy, đây, rất là chắc nữa, không bao giờ tuột nữa mọi người, cực kỳ chắc luôn. Đấy, chúng ta cắt đây nữa là xong, để lại cho mình tầm khoảng cỡ 2 ly đến 3 ly mọi người nhé. Rồi, chúng ta sẽ dụi cước ra, đây, chúng ta lắp chì luôn mọi người. Đây chúng ta sẽ lựa chọn một cái miếng chì cho mình mọi người nhé, tương đương với cái phao này tầm khoảng cỡ 2 gram thì chúng ta sẽ cắt chì cho mình ở đây tầm khoảng cỡ 1 gram, ta sẽ cắt thật làm sao cho nó vuông vắn mọi người nhé. 1 gram thì cái chì này thì tùy cái độ dày các bạn cắt làm sao mà chúng ta cắt thừa, đừng nên cắt thiếu mọi người nhé. Lỡ sau này lỡ có thừa thì chúng ta sẽ cắt bấm đi nó đi thì nó khá là dễ, còn các bạn cắt thiếu sau này nó bù đắp chì vào rất là thô. Đây, chúng ta lắp chì vào đây cho mình mọi người nhé. Đấy. Rồi các bạn quấn chì vào, vừa quấn vừa nén cái viên chì vào cho nó chặt mọi người nhé. Rồi sau đó các bạn có thể là dùng răng chúng ta làm cho cố định viên chì lại mọi người nhé, không nên để cái viên chì nó chạy như này mọi người nhé. Chúng ta không sử dụng câu chì chạy mà chúng ta sẽ sử dụng câu chì cố định luôn, không giống như cách câu đài nó vẫn chạy, chúng ta sẽ cho cố định. Rồi các bạn hãy để cái khoảng cách ở đây là với khoa linh này, khoảng cách là tầm khoảng cỡ 3 xăng 4 xăng mọi người. Đây thì mình để đây thì tầm khoảng cỡ 4 xăng thôi. Chúng ta sẽ làm cái chì này là cái lực kéo chính mọi người nhé, còn cái thẻo này là cái mỏ neo thôi mọi người. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp câu này. Đấy, chì làm đây, chì này nó sẽ níu phao mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ lắp phao vào cho mình. Với size cần 4,5 m thì nó có cái chiều dài trục là tầm khoảng cỡ cái chiều dài bản thân của nó khi duỗi ra là 4,2 m, thì chúng ta sẽ làm một cái trục có chiều dài là vượt quá cần là tầm khoảng cỡ 50 cm trở lại đó mọi người. Nó sẽ câu rất là khỏe và chúng ta ném rất là dễ mọi người nhé. Chúng ta không nên sử dụng quá dài, chúng ta cũng không làm quá ngắn, bởi vì khi mà chỗ mà nước mà quá cạn này chúng ta ném không được sát, vậy cho nên là chúng ta hãy làm vượt cần tầm khoảng cỡ 50 cm mình mọi người nhé. Chúng ta sẽ áng thử ở đây thì mình đã áng khá là quen rồi. Mình sẽ áng ở đây là 4,7 m mọi người nhé. Đấy, chúng ta sẽ áng 4,7 m. Đấy, mình sẽ áng, mình áng quen mọi người. 4 này. Đấy, như vậy là mình sẽ áng 4,7 m thì là rất là chuẩn luôn, không bao giờ sai được mọi người nhé. Rồi chúng ta cắt đi. Rồi sau đó các bạn hãy làm là chúng ta bắt đầu thắt chu đầu cần mọi người nhé. Rồi chúng ta chưa chạm vào chiếc cần luôn mọi người, tí nữa làm xong tất cả những cái bộ phần trục thì chúng ta sẽ quay về, chúng ta sẽ làm phần thẻo sau mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy làm trục trước đã. Rồi cước này thì khá là đẹp mọi người, này, màu rất là tàng hình, rất là đẹp mọi người nhé. Và bây giờ thì các bạn hãy làm này là theo mình này, chúng ta sẽ thắt cái sợi cước này vào chu đầu cần rất là đơn giản mọi người nhé. Chúng ta không cần hạt chặn phía trên mà cũng làm rất đơn giản. Các bạn hãy này, vòng lại cho mình này, một vòng này, rồi hai vòng này. Chúng ta sẽ đẩy cái tay này vào này, ba vòng cũng được, làm cái thắt nút thắt đây để cho nó khi mà chúng ta buộc hút thì nó không bị trôi mọi người nhé. Rồi sau đó nữa là các bạn hãy cắt đây cho mình nhé mọi người, chúng ta cắt lại cho mình là 3 ly mọi người nhé. Đấy, đừng để dài quá. Rồi chúng ta sẽ buộc hút cho mình này, chúng ta bấm xuống, đưa sợi cước ngắn này xuống, rồi vòng lên, rồi vòng vào, luồn vào đây, gấp rồi luồn vào đây mọi người nhé, là chúng ta sẽ được một nút hút rất là đẹp để chúng ta tiện tháo ra tháo vào cái trục. Đấy, rồi chúng ta sẽ lắp cái cuộn trục này vào dù đầu cần mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ lắp cước trục vào đây. Này, các bạn nhìn để ý này, bây giờ chúng ta lắp rất là đơn giản này, chúng ta luồn vào đây thì các bạn hãy lồng hai vòng cho mình mọi người nhé. Đây, để cho nó không bị tuột mọi người nhé. Mình làm lắp thì đơn giản, rất là chắc chắn mọi người, đảm bảo các bạn mà kéo cá tầm cỡ 3-4 kg hay là mấy ký đi nữa thì nó cũng không bao giờ tuột cước đâu, chỉ có cước đứt thôi mọi người nhé. Rồi đây, chúng ta đã thắt rất là chặt rồi mọi người. Bây giờ các bạn hãy xem cái cần này này, chúng ta sẽ cùng xem qua cả những cái lỏng cần này rất là đẹp mọi người nhé. Đây,
Trước khi lắp quấn vào chiếc cần thì mình cho mọi người xem lại một chút rồi chúng ta sẽ đi lắp vào đây. Bạn hãy quấn vào đây cho mình thật chặt mọi người nhé. Kéo thật căng để cho cước cái phần ngọn trên này nó sẽ thẳng mọi người. Chúng ta sẽ quấn vào đây nhé. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi làm một cái thẻo cho nó. Đây, rất là đẹp. Cái ốp cần này thì mình đã lắp sẵn rồi mọi người. Ốp cần này thì nó có ốp cần ở đây là 4,5 m thì mình lắp vào đây là 5,4 m, nó cho nó khá là thoáng và nó không bị vênh mọi người. Các bạn có thể lắp 4,5 m hoặc là 5,4 m cũng được mọi người nhé. Nếu mà với size cần 4,5 m thì các bạn mua loại 5,4 m lắp rất là sướng mọi người. Chúng ta phải quấn thêm băng dính vào nữa để cho nó bám vào cái xốp này, nó không bị rơi ra khỏi chiếc cần này. Đây, chúng ta sẽ quấn vào đây rồi các bạn hãy để đây nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi làm thẻo mọi người nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lựa chọn một loại lưỡi câu rất là rẻ trên thị trường hiện nay mọi người. Loại lưỡi câu này chỉ có giá là 10.000 đồng một hộp mọi người nhé. Câu rất là sướng và lưỡi rất là sắc, chống rỉ rất là cao. Đây, chúng ta sẽ cùng lắp với 2 chai lưỡi nhé. Chúng ta sẽ đi làm thẻo với một loại cước câu có tên gọi là Shimano Batera nhé. Chúng ta sẽ cắt cho mình một đoạn cước nhé. Đây, chúng ta không vội cắt cước nữa. Đây, chúng ta thì cắt đầu này đi, loại bỏ đoạn cong cong đi. Làm sao lựa chọn cái đoạn cước phải thẳng mọi người nhé, thì làm thẻo nó mới đẹp. Rồi chúng ta sẽ đi thắt thẻo này. Các bạn để ý này, chúng ta sẽ cắt gọn cái chiếc cần hay là một bên để chúng ta làm cho nó gọn. Tí nữa chúng ta vào thẻo chúng ta sẽ đưa lại quay trở lại sau. Rồi bây giờ các bạn hãy duỗi ở đây ra cho mình tầm khoảng cỡ 10 cm mọi người nhé. Đây, rồi chúng ta hãy gấp xuống, rồi chúng ta sẽ gấp đây, còn chúng ta giữ tay đây và chúng ta quấn xuống trở lại ngay đầu mũi lưỡi. Đây, giờ chúng ta thắt lưỡi rất là dễ. Rồi đấy, các bạn quấn 6 vòng cho mình nhé. Rồi chúng ta luồn vào cái lỗ này, lỗ cước thừa chúng ta để lúc nãy đó. Rồi chúng ta thắt nó mọi người. Đấy, chúng ta được một lưỡi rất là đẹp mọi người nhé, rất là thẳng lưỡi. Loại này thì các bạn không lo lưỡi bị rút mọi người, rất là chắc mọi người nhé. Và sau đó nữa thì các bạn hãy gấp đôi lại này cho mình. Mình sẽ làm một cái thẻo ngắn, một bên lưỡi ngắn một bên dài mọi người nhé. Thông thường thì mình sẽ lựa chọn cái khoảng chiều dài thẻo của mình là ở đây là lưỡi này tới đây là tầm khoảng cỡ 15 cm với một lưỡi một bên. Tí nữa còn lại thì chúng ta sẽ làm 20 cm, nó dài cách nhau tầm cỡ 5 cm để chúng ta đánh cho nó hiệu quả mọi người nhé. Rồi các bạn thắt một nút ở đây cho mình là được thôi mọi người. Đấy, mình gấp đôi lại mà mình thắt lại đây rồi. Chúng ta sẽ để đây cho mình cách đây khoảng cỡ 5 cm thì chúng ta sẽ làm thừa thêm 10 cm ở đây nữa để chúng ta thắt lưỡi cho nó dễ. Rồi sau đó nữa thì các bạn hãy làm như phương pháp lúc nãy, chúng ta sẽ cột lưỡi mọi người nhé. Ở đây các bạn để ý này, đây 5 cm thì các bạn hãy tiến tới đây một chút, tầm cỡ vài xăng là chúng ta sẽ rút trở lại đây cho nó căng lưỡi thì nó sẽ đẹp. Rồi chúng ta sẽ quấn 6 vòng cho mình mọi người nhé, và chúng ta sẽ luồn vào đây. Cái chỗ này rất là đơn giản và nhanh gọn nữa. Cước Shimano Batera này thì nó là lựa chọn làm cước thẻo khá là phù hợp, nó khá là mảnh và cước rất là mềm mọi người, và cái chất cước rất là tốt, bền. Đấy, rồi chúng ta sẽ phải cắt đây rồi, cắt ở đây nhá, cho nó gọn. Vậy là chúng ta đã được 2 cái lưỡi khá là cân đối theo cái cách tính toán của mình. Như vậy là một bên 5, một bên cách nhau 5 cm mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp đúng không mọi người? Chúng ta sẽ cất cái thẻo đi. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi lận một cặp lưỡi cho mình rất là đẹp mọi người nhé. Chúng ta sẽ tách 2 cái lưỡi ra khỏi mình, búi vào nhau mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ lận này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đây, cách lận này các bạn hãy để ý nhé. Chúng ta chéo 2 cước chúng ta lận xong chúng ta luồn vào đây mọi người nhé. Hôm nào mình sẽ làm hướng dẫn cụ thể cho mọi người thêm một video riêng biệt về cách lận này cho mọi người làm nhé. Rồi chúng ta riết nó lại mọi người. Đấy, rất là đẹp mọi người nhé. Nó đã chia đôi cái khoảng 2 lưỡi này mọi người rồi, không bị dính vào nhau nữa mọi người nhé. Rất là đẹp mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thẻo cho cái chiếc cần tay này. Các bạn sẽ được một chiếc cần tay hoàn chỉnh trong tích tắc mọi người nhé. Chúng ta sẽ lắp cái thẻo nó vào đây. Video của mình hướng dẫn mọi người khá là chi tiết và khá là dài dòng. Theo mình nghĩ là vậy, các bạn thấy video có dài dòng quá cũng thông cảm nhá, bởi chúng ta những bạn mới bắt đầu học câu cá khá là bỡ ngỡ, cho nên là chúng ta cũng phải ưu tiên cho các bạn mới học câu một chút thời gian. Rồi chúng ta sẽ vào đây. Các bạn mà câu sành điệu rồi, các bạn rất là muốn coi rất là nhanh, các bạn mới học câu thì chúng ta muốn thông thạo một chút
Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành một cái bộ trục thèo rất là đẹp mọi người nhé, cực kỳ chuyên nghiệp và cực kỳ đẳng cấp luôn mọi người nhé. Các bạn sẽ đánh giá cực kỳ hiệu quả, mình tin chắc là các bạn sẽ báo cáo 100% khi các bạn học được phương pháp lắp này mọi người nhé. Rất là đẹp và mình đã sử dụng rất là nhiều mọi người, đánh thường xuyên liên tục luôn, hiệu quả cực kỳ luôn. Rồi chúng ta sẽ lắp ở đây, siêu nhạy cảm này. Rồi chúng ta sẽ ngoắc vào đây bất cứ ở đâu trên cái vị trí ốp cần này cũng được, ngoắc vào cái băng dính này cũng được và ngoắc vào đây cũng được. Cái băng dính này nó khá là hay mọi người. Rồi chúng ta sẽ lắp vào đây cho mình nữa, hai lưỡi hai bên, như vậy là chúng ta có một cái bộ combo cần câu tay 4,5 rất là đẹp mọi người nhé. Các bạn nào mà thích sản phẩm này, các bạn nhớ liên hệ tới shop của mình theo số điện thoại 0987239209 mình để trên video này nhé. Các bạn hãy liên hệ tới mình và chúng ta sẽ mua sản phẩm này bên shop của mình một cách dễ dàng, mà chúng ta sẽ tương tác rất là nhanh gọn mọi người. Mình bán rất là nhiều sản phẩm này hàng tháng mọi người nhé, bán rất là chạy mọi người, rất là nhiều anh chị sử dụng đánh những loại cá rô phi tầm ở ký, rất là đánh rất là đã, chụp ảnh cho mình rất là nhiều. Đến đây thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video một cách nhiệt tình nhé. Cảm ơn các bạn, lần sau thì các bạn sẽ được xem những video mới nhất của mình trên kênh của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.